Ngày 30 tháng 3, ông Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan, New York, Mỹ truy tố sau điều tra về khoản tiền trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Đại bồi thẩm đoàn do chánh biện lý quận Manhattan của Đảng Dân Chủ Alvin triệu tập hồi tháng 1 đã bắt đầu lắng nghe bằng chứng về vai trò của cựu Tổng thống Donald Trump trong khoản thanh toán 130.000 đô la Mỹ cho bà Daniels vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 mà ông giành chiến thắng. Bà Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, một nữ diễn viên kiêm đạo diễn phim khiêu dâm nổi tiếng, tiết lộ đã nhận được tiền để đổi lấy sự im lặng về cuộc gặp ngoài luồng giữa bà và ông Trump năm 2006. Luật sư riêng của cựu Tổng thống, ông Michael Cohen, thừa nhận thân chủ đã chỉ đạo chi các khoản tiền cho bà Daniels và người phụ nữ thứ hai là cựu người mẫu tạp chí khiêu dâm Playboy, Karen McDougal, được cho là có quan hệ tình cảm với ông Trump. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, Tổng thống đương nhiệm hoặc cựu Tổng thống bị truy tố hình sự. Các cáo buộc phát sinh từ cuộc điều tra có thể định hình lại bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.